quý vị, tiếp theo cuộc hành trình để tìm hiểu về thành phố Boston thì VTV sẽ dẫn quý vị giới thiệu đến quý vị một trong những trường đại học danh tiếng nhất trên thế giới mà được tọa lạc ở thành phố Boston, đó là trường đại học Harvard. Trường Harvard này được thành lập vào năm 1636. Và thưa quý vị thì trường này được đặt theo tên của người mà hiến tặng của cải cho trường, đó là John Harvard. Và trường này là một cái trường đại học mà lâu đời nhất ở Hoa Kỳ. Viện Đại học Harvard được tổ chức thành 11 đơn vị học thuật, 10 phân khoa đại học và viện nghiên cứu cao cấp với các khuôn viên nằm rải rác khắp vùng đô thị Boston. Thưa quý vị, thì khuôn viên chính rộng 209 mẫu Anh nằm ở thành phố Cambridge, cách Boston chừng 3 dặm, tức là 4,8 km về phía Tây Bắc. Còn trường kinh doanh và các cơ sở thể thao bao gồm sân vận động Harvard nằm bên kia sông Charles ở khu Austin của Boston. Còn trường y khoa, trường nha khoa và trường y tế công cộng thì nằm ở khu y khoa Longwood. Sau đây tôi xin mời quý vị cùng VTV vào bên trong khuôn viên trường đại học Harvard để chúng ta theo dõi một vài cái cuộc sống sinh hoạt của sinh viên ở đây cũng như là cái kiến trúc của trường đại học này. Bên trong là khuôn viên của trường đại học Harvard và bên trái Tuyết Nhi đây là ông John Harvard, là người đã hiến tặng hết của cải của mình cho trường đại học và vì thế mà trường đại học này được đặt theo tên của ông là Harvard. Bức tượng này có một cái điều mà rất là thú vị là quý vị thấy là ai đến đây cũng phải đến để chụp hình với ông và cũng như là cũng sờ vào cái bàn chân của ông để chụp hình, mà có lẽ vì thế mà quý vị thấy cái đôi giày của ông người ta đụng vào riết nên bây giờ nó bay màu luôn và trở thành màu vàng, đó là điều thú vị. Năm tháng trôi qua ai đến cũng đụng vào chân ông để chụp hình hoặc là chắc có thể muốn cho con mình học giỏi hoặc là như thế nào thì tất nhiên cũng không biết nữa, nhưng mà về cái sức cứ đụng chạm riết như vậy thì cái bàn chân của ông, quý vị thấy hai bên, một bên màu đen và một bên bị mình đụng quá thì cái màu nó sẽ bị bay đi và nó sẽ thành một màu vàng.
một cái địa điểm kế tiếp khi đến tham quan thành phố Boston chúng ta phải khám phá, đó là Boston Tea Party. Nói về Boston Tea Party, chúng ta sẽ quay ngược về lịch sử tí xíu. Tức là vào đêm ngày 16 tháng 12 năm 1773, một số người dân Boston đã tự cải trang thành người da đỏ và đã dùng chiếc thuyền nhỏ của mình lái và áp sát vào ba chiếc thuyền vừa vượt Đại Tây Dương từ Anh Quốc sang Hoa Kỳ. Và trong vòng 180 phút họ đã vứt bỏ được hết 342 thùng trà xuống biển. Thưa quý vị, thì cái sự kiện Boston Tea Party nhằm chống lại cái luật mà đã được Quốc hội Anh Quốc thông qua vào tháng 5 năm 1773, đó là cái luật về trà. Vì thế mà người dân Boston đã không có muốn cái luật nó ban hành. Vì thế mà họ đã dùng cái khả năng của mình để chống lại đạo luật đó. Và quý vị thấy không, bên sau đó là cái chiếc tàu cũng như là Boston Tea Party, cái museum ở bên đó. Khi đến thành phố Boston thì chúng ta tất nhiên sẽ đi ngang qua downtown và đi ngang qua gần khu vực này. Thì chúng ta phải một lần ghé thăm vì đây là một cái lịch sử của người dân Hoa Kỳ. Beacon Hill là một trong những con phố mà đắt đỏ nhất ở Boston. Vì quý vị thấy không, trên đỉnh đồi kia là Massachusetts State House. Massachusetts State House nằm ngay trên đỉnh đồi của Beacon Hill, mà vì thế con phố này là một con phố mà nhiều người mong muốn cũng như đắt đỏ nhất của Boston. Massachusetts State House còn được gọi là New State House, là thủ phủ tiểu bang và là nhà nước liên bang Massachusetts, nằm ở Beacon Hill, tức là downtown khu phố Boston. Thưa quý vị, thì tòa nhà này được xây dựng trên gần 7 mẫu Anh, tức là gần 27.000 km2 trên đỉnh của Beacon Hill ở Boston, tiếp giáp với Boston Common trên đường Beacon. Và nó được xây dựng trên mảnh đất từng thuộc sở hữu của John Hancock, tức là thống đốc đầu tiên của tiểu bang Massachusetts. Và thưa quý vị, trên cái tòa nhà New Massachusetts State House này thì hai bên là khuôn viên, mọi người đến đây thư giãn rất là đông. Trước đó là một cái vào phun nước, thì hầu như tất nhiên thấy là người dân ở đây vào thời tiết mát mẻ hay ra ngoài đây để đọc báo và ngồi chơi với gia đình. Trước mặt đó là một cái con phố của Beacon Hill. Con phố này rất là đắt đỏ nhất của thành phố Boston. Con phố này theo dạng row house và rất là nhỏ hẹp, đường phố rất là nhỏ và theo dạng gutless. Quý vị thấy đây, đường phố được lót bằng gạch đỏ rất là đẹp, và con phố này là một trong những con phố lịch sử của thành phố Boston.